Cá nhỏ review xin chào các bạn. Chàng trai đang xuất hiện trước mặt mọi người vì coi top top quá 180 phút mà đã bị ảo ma Canada. Bởi thanh niên này học theo những mẹo vặt cột sống trên top top để áp dụng vào đời sống. Giờ thì tôi hiểu sao ổng tên Út Khờ, tại ổng khờ còn hơn cái tên của ổng nữa. Đến với quà tặng cuộc sống đầu tiên, Út Khờ lôi con xe đồ chơi của thằng em mình ra, rồi sử dụng một cái bình nước rỗng. Cho vào đó lần lượt là một chai nước ngọt Coca, nước rửa chén Fairy và cuối cùng là một loại dung dịch có màu xanh bí ẩn. Khi đã cho hết tất cả chúng vào trong bình, thì anh lắc đều nó lên và chuyển qua pha chế một hỗn hợp khác. Lúc này anh trộn đều những viên kẹo Mentos, soda và nước vào trong một quả bong bóng. Tiếp đến anh cho bong bóng vào trong bình, rồi dùng hết sức bình sinh để thổi chúng lên. Lúc này Út Khờ cố định bình nước với chiếc xe đồ chơi ấy bằng một cuộn băng keo. Sau cùng anh lôi một tấm ván ra, rồi dùng cục gạch để đỡ vào đầu tấm ván. Đầu còn lại anh chám đều cắt ra xung quanh. Không biết mẹo vặt này có giúp ích gì cho đời sống, mà chỉ thấy báo đời sống thôi. Nhưng có lẽ là khứa này báo chứ không phải mẹo vặt báo. Vì ngay lúc ổn định vị trí của mọi thứ xong, thì anh dùng kim để làm nổ quả bóng. Lúc này chiếc xe không khác gì gắn tên lửa, bay một cái vèo lên không trung, bọt văng tung tóe khắp mặt đường. Nhìn chiếc xe nó bay mà tôi tưởng đâu là xe của mấy khứa báo đời hay chạy không á. Cái này là mẹo vặt cuộc sống, chứ cuộc sống gì. Chưa hết, Út Khờ chuyển qua cái két sắt mà ba mình vừa xách tay từ bên Mỹ về để xem thử nó có thật sự chắc chắn như lời đồn của mọi người không. Anh lôi cái két sắt ra rồi cho vào bên trong một xấp đô la, sau đó là khóa két sắt lại. Kế đến anh cho két sắt vào chính giữa lớp xe, rồi gắn vào lớp xe những quả pháo, sao cho đầu pháo hướng vào két sắt. Lần lượt 1, 2, 3 rồi đến cả chục quả. Khi anh vừa tác động nó với lửa, thì ngay lập tức pháo nổ liên tục, khiến két sắt theo đó cũng đã bị báo theo. Những viên pháo liên tục phát cháy, trông cũng thú vị quá phải không mọi người? Tia lửa bắn tứ lung tung, làm tôi cứ tưởng anh báo đang đốt pháo bông ăn mừng sinh nhật không đấy chứ. Dù cháy lớn là thế, lửa bốc lên phập phồng, nhưng số tiền bên trong vẫn còn nguyên vẹn, không có nổi một vết xước luôn nha. Bên trong là như thế, còn bên ngoài thì thảm hết chỗ nói luôn rồi. Cuối cùng cũng đã kiểm nhận được đây là hàng riêu chất lượng cao, nhưng khi kiểm tra xong thì két sắt hư mẹ luôn rồi, muốn xài nữa chắc phải mua thêm cái mới. Chưa dừng lại ở đó, Út Khờ còn muốn biến quả bóng từ xẹp lép trở nên căng mọng, hồng hào đầy sức sống nữa. Rất tài anh ta trộn đều dung dịch chứa Coca, nước rửa chén và bột màu, rồi dùng kim tiêm để cho vào bên trong. Sau đó anh lại pha thêm một hỗn hợp có kẹo Mentos cùng với soda rồi cho chúng vào trong quả bóng bằng kim tiêm luôn. Quả thật là khi trộn hai hỗn hợp trên lại với nhau thì quả bóng nó trở nên căng bóng thật. Thế nhưng căng chưa được bao lâu thì nó đã nổ banh xác rồi. Quả bóng bay một cái vèo lên không trung và hạ cánh với tình trạng bóng bể tan nát, không còn nhận diện được đâu là đâu luôn mà. Cái này là Út báo, chứ nói Út Khờ gì nỗi nửa đây trời. Chưa dừng lại tại đây, Út Khờ chuyển qua gấp máy bay bằng giấy. Chẳng nói chẳng rằng, anh cặm cụi xếp từng tờ giấy. Khi đã hoàn thành xong chiếc máy bay nhỏ nhắn xinh xắn, thì anh gắn thêm viên pháo khói vào nó và đốt lên để khởi động cho bay. Đối với những loại máy bay giấy thường ngày, thì nó chỉ bay với khoảng 1-2 phút. Nhưng của khứa này là nó bay hoài bay mãi, chắp cánh ước mơ lên bầu trời xanh luôn rồi. Từ này tới giờ tôi mới thấy được một trường hợp gọi là mẹo vặt thiệt đó nha anh em. Chắc top top sợ chúng ta thông minh nên chỉ dạy một trường hợp hữu ích cho xã hội, còn những trường hợp khác là báo đời cuộc sống không thôi. Máy bay bay nhiêu đó chưa đủ, khứa này chuyển qua cách để làm chai nước ngọt bay. Vẫn như bao lần trước, Út Khờ trộn những hỗn hợp có thể gây nổ như Coca, nước rửa chén, kẹo và soda rồi vâng vâng và mây mây vào trong cái chai. Thì ngay lúc ấy chúng bắt đầu phát nổ, cái chai lúc này không khác gì tên lửa phóng lên tận trời xanh. Cũng là bay mà, nhưng mà bay này nó lạ lắm phải không các bạn? Nhưng dù sao cũng quá thú vị rồi còn gì. Cuối cùng là Út Khờ lôi chiếc xe ô tô của thằng em mình ra để gắn động cơ vào giúp nó chạy nhanh hơn nữa. Nhưng ngặt nổi động cơ ở đây là những quả pháo nổ này nè bà con. Gắn kiểu này rồi chạy được một lần mà hư cả đời mất thôi. Vì khi pháo cháy lên khiến chiếc xe không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng. Mẹo vặt này mà sử dụng một phát là mua luôn đồ mới về dùng luôn. Thôi thì cũng chúc mừng Út Khờ vì đã áp dụng được top top vào cuộc sống. Anh chàng nóng tính kéo vìn đang xuất hiện, chỉ vì một lần thằng bạn thân không cho uống chung nước mà anh quyết định tiễn cái bình nước của nó về nơi Tây Phương. Chắc ông anh này thuộc tiếp người, những thứ gì tao không có được thì mày cũng như thế quá. Nhưng trước khi phá hủy nó, thì phải xem thử nó có phép thuật hay bùa chú gì ghê gớm không. Mà thằng bạn mình nó lại không cho mình đụng vào, dù chỉ là một ngón chân. Cuối cùng là cũng nhiều chuyện hết mà ra thôi. Ông nội này bà tám cũng thuộc dạng thứ dữ đây nè. Để chiều lòng kéo vìn, thì anh bốn đã rót đầy nước lạnh vào bình. Sau đó mọi người đốt thẳng vào ngay phần bên hông của bình giữ nhiệt. Sau một vài giây ngắn ngủi thì lượng nước ban đầu ở nhiệt độ 20 mà nay đã bắt đầu chuyển lên 22. Rồi từ 22 mà đã nhảy vọt lên 54 chỉ sau một vài nốt nhạc. Kéo vìn vẫn chưa chịu từ bỏ giơ hai tay đầu hàng mà tiếp tục đặt thêm ba cái bình phát lửa khác vào xung quanh bình nước giữ nhiệt của thằng bạn thân. Lượng nước bên trong bình rất nhanh trở nên sôi sùng sục. Thấy thế kéo vìn lôi thêm 6 bình phát lửa nữa, dọi thẳng vào trong bình nước đang sôi dữ dội kia. Sôi cỡ này thì luộc chín cái mặt của ông nội Kelvin cũng được luôn đấy chứ đùa. Mặc cho nước thì đang sôi sắp phát nổ, nhưng mấy ông báo vẫn mặc kệ nó mà nấp trước thôi. Gì thì gì phải giữ mạng trước, chứ không kiếp này coi như toang.
và cũng may là những anh trai đã rất thông minh mà chọn cách chạy là thượng sách. U là trời lúc này lượng nhiệt từ bên ngoài tác động vào bên trong quá cao đã dẫn đến hiện tượng bình nước nổ tung. Ông bạn mà ổng thấy cái cảnh này thì bạn bè cái quần đùi luôn quá. Sau khi bình giữ nhiệt của thằng bạn thân đã nổ tung thì kéo vìn bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Vì đã gọi là bình giữ nhiệt thì tại sao nó không giữ được nhiệt độ như ban đầu mà lại tăng lên thế? Vậy là ổng chế cái nước ni tơ lỏng âm 196 độ vào một cái bình giữ nhiệt khác. Thế nhưng khi sờ vào thì chẳng cảm nhận được bất kỳ sức nóng nào từ bên ngoài luôn. Và khi biết được không phải cái bình của thằng bạn mình dỏm thì anh bắt đầu đổ ni tơ lỏng vào một chai nhựa. Nhưng khi chưa có tác động từ lửa thì mọi thứ vẫn rất bình thường. Cho tới khi có cái mõ lửa chui vào thì chai nước đã vỡ tung tóe ngay. Từ thằng chủ tới cái món đồ sở hữu cũng tài lanh tài lẹt như nhau. Ông bà ta hay nói, nồi nào úp vung đó, là đúng luôn ở tình huống này mà. Tưởng đâu là ổng sẽ quên lãng đi cái chuyện bình nước, nhưng không, vì Kelvin lại một lần nữa, cho ni tơ lỏng vào bình và đặt nó giữa những ngọn lửa thần kỳ. Không nói thì chắc anh em cũng đoán được, vì nó chẳng khác những lần trước là mấy. Nhưng lần này chỉ có cái nắp bị văng ra khỏi bình, còn tất cả còn lại thì vẫn u như kỹ. Dường như nhìn mọi thứ nó vẫn còn nguyên vẹn, thì chắc kéo vìn không đã cái nư. Lúc này anh ta quyết định sẽ dùng ga để nung chảy nó luôn. Anh bắt đầu lôi bình ga trong nhà mà mẹ mình đang nấu, để thằng đàn em làm tan chảy cái bình này ra. Công nhận ổng cũng khôn hết phần thiên hạ, cái gì mà an toàn thì dành làm, còn cái nào mà nguy hiểm thì ổng đưa cho người ta làm hết. Ổng thâm còn hơn cái hàm râu lòm chòm của ổng nữa mà. Với một nhiệt độ nóng đến cháy người kia thì một cái bình nước kiên cố được làm bằng sắt cũng đã dần bị tan chảy, và hơn thế nữa còn có thể nhìn xuyên thấu nó luôn rồi này. Ôi thôi, thế này thì tôi cũng chịu, anh em mà có xem thì cũng đừng học hỏi nhé. Video review giải trí cuộc sống của cá nhỏ hôm nay đến đây là hết. Cá nhỏ review cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Giờ thì cá xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau ạ.